giao chiến ác liệt giữa trực thăng Nga và dàn xuồng không người lái Ukraine trên biển đèn UAV Ukraine lao vào tấn công nhà máy quốc phòng Nga ở vùng Trư Lạc Ngoại trưởng Nga lỡ miệng thừa nhận sốc ở Trung Quốc Ông Putin là con lừa của Chủ tịch Tổng Cận Bình Đan Mạch công bố các viện trợ quân sự cho Ukraine bao gồm hệ thống phòng không và tiêm kích F-16 có đội anh thử nghiệm vũ khí kẻ thay đổi cuộc chơi chống lại bầy đàn máy bay không người lái có thể gửi tới chiến trường Ukraine. Ukraine tập kích vào Novorossiysk của Nga, cảng và cao dầu bị tấn công ồ ạt. Kính quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay trực thăng của hạm đội Biển Đen đã đánh chìm hơn một chục chiếc xuồng không người lái cho quân đội Ukraine điều khiển nhằm vào bán đảo Crimea. Theo cơ quan này, ít nhất 3 nhóm xuồng không gửi lái USV đã được phát hiện khi tiếp cận bán đảo trong ngày 16 tháng 5. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào lúc 14 giờ với 11 chiếc xuồng không gửi lái. Và giờ sau đó, một xuồng không người lái khác được phát hiện. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, thêm 3 chiếc xuồng áp sát rơi mìa. đội Nga cho biết các trực thăng tấn công của lực lượng hải quân đã được điều động để đối phó với mối đe dọa và đánh chìm tất cả 15 chiếc USV đoạn video dài một phút do một thành viên phi hành đoàn trực thăng quay đã được chia sẻ trên telegram vào cuối ngày cho thấy một số xuồng không người lái bị phá hủy lực lượng ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển và máy bay không người lái cũng như tên lửa tầm xa do mỹ và các đồng minh cung cấp nhằm vào crimea Người phi Ukraine lao vào tấn công nhà máy quốc phòng Nga ở vùng Tula. Cục tình báo Ukraine báo cáo, máy bay không người lái tình báo Ukraine đã tấn công một doanh nghiệp quốc phòng của Nga. Vấn đề liên quan đến nhà máy Bashan ở vùng Tula. Đây là báo cáo có tham khảo các nguồn tin từ Cục tình báo Ukraine. Theo các nguồn tin, vào đêm 16 tháng 5, các máy bay không người lái của MIT thuộc Bộ Quốc phòng đã tấn công các cơ sở sản xuất của nhà máy Basan thuộc sở hữu nhà nước của ngành quốc phòng Nga ở Tula. Đồng thời, các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga lưu ý lực lượng phòng không đang hoạt động ở vùng Tula vào đêm hôm đó. Theo người Nga, phòng không của họ đã bắn hạ hai máy bay không gửi lái của Ukraine phóng đi. Theo các nguồn tin mở, Basan Kotola là một trong những doanh nghiệp quốc phòng chính ở Nga chuyên chế tạo và cung cấp vũ khí đạn dược cho lực lượng lục quân không quân và hải quân. Các cơ sở sản xuất của nó được đặt tại Tula, Moscow, vùng Kostroma và Krasnoyarsk, vùng Moscow. Ngoài trưởng Nga lỡ miệng thừa nhận sốc ở Trung Quốc, Ông Putin là con lừa của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Lavrov vừa đã phướng phải một bê bối ở Trung Quốc có lẽ là nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp ngoại giao của mình. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi nhà lãnh đạo của ông Vladimir Putin là con lừa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thừa nhận rằng hiện tại không có gì phụ thuộc vào Moscow. Đoàn, Đoàn trả lời phóng viên đại truyền hình Nga tại Bắc Kinh, Kinh trong chuyến tháp tùng Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, quốc vào hôm qua đã được phóng viên ghi lại. Ở đó, ông Lavrov mô tả thái độ của Trung Quốc đối với phái đoàn Nga và vị thế của Nga trước Trung Quốc trong chuyến thăm này bằng từ ngữ khá bất nhẫn. Ông Lavrov nói về tình trạng thực tế chuyến thăm với phong viên bằng phép so sánh chư hầu đến thăm chủ nhân. Đoạn video này ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vì chính quyền Nga lần đầu tiên công nhận thẳng thắn về thực trạng và sự mất cân bằng quyền lực giữa Moscow và Bắc Kinh. Khi phóng viên hỏi Laprốp về các nội dung sẽ được thảo luận bởi các nhà lãnh đạo Liên bang Nga và các sự kiện đã được lên kế hoạch cho chuyên thăm, Ngoại trưởng Nga Sergei Laprốp nói rằng chương trình các sự kiện được lên kế hoạch bởi chỉ đạo và mong muốn có người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Phái đoàn Nga sẽ ngoan ngoãn thực hiện kế hoạch. Ông Laprốp giải thích: bạn biết đấy, theo cách nói ở phương Đông, khách là con lừa của chủ nhà tất cả các chương trình, tất nhiên phụ thuộc vào các đề xuất tự tế và sự dẫn dắt mà chủ tịch Trung Quốc và nhóm cô ấy đã đưa ra cho tổng thống của chúng tôi. Đồng thời đưa ra cái nhìn thoáng qua về bản chất thực sự của mối quan hệ giữa hai nước. Có vẻ như Trung Quốc đang giữ vị trí thống trị, trong khi Moscow thấy mình ngày càng phụ thuộc, gần giống như một người hầu trung thành đi theo chủ nhân của mình. Đan Mạch công bố các viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không và tiêm kích F-16. Chính phủ Đan Mạch đã công bố các viện trợ quân sự mới, bao gồm hệ thống phòng không và tài trợ cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16. Chính phủ Đan Mạch đã công bố điều này. Các viện trợ quân sự trị giá 815 triệu đô la được cho là sẽ bảo đảm mua các loại vũ khí cần thiết cho Ukraine, bao gồm đạn pháo và vũ khí chống tăng. Gói này sẽ phân bổ 349 triệu đô la để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Điều này sẽ cho phép Ukraine đặt hàng các hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự. Trong tuyên bố của chính phủ Đan Mạch cho biết, hôm nay chúng tôi đã thông báo với ủy ban đối ngoại về gói hỗ trợ mới cho Ukraine. Gói này là gói thứ 18 liên tiếp tập trung vào cả hệ thống phòng không và pháo binh mà Ukraine rất cần. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã dành thêm quỹ để đầu tư trực tiếp vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như quỹ bổ sung cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 sắp tới cho Ukraine, dự kiến vào mùa hè này. Ngoài ra, một số tiền nhất định từ các viện trợ quân sự này sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho các máy bay chiến đấu F-16 AMAB của Đan Mạch triển khai tới Ukraine. Trước hết, nó liên quan đến việc sửa chữa và hiện đại hóa Điều này sẽ giúp lực lượng vũ trang có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Theo báo cáo, Ukraine sẽ nhận máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch vào mùa hè năm 2024. Một phần tiền từ gói này sẽ được chuyển sang một số quỹ mua vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, một phần quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jens Poulsen nói rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, không cần nghi ngờ gì nữa, người Ukraine cần sự hỗ trợ liên tục và quy mô lớn từ các đồng minh của họ với cái này chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới cả ukraine và thế giới rằng chúng tôi không chỉ cung cấp hỗ trợ hiện nay mà còn sẵn sàng đầu tư lâu dài vào ngành công nghiệp quốc phòng ukraine cuộc đấu tranh vì tự do của họ vẫn là cuộc đấu tranh của chúng tôi militani trước đó đưa tin rằng bộ công nghiệp chiến lược ukraine đã trình diễn các mẫu vũ khí ukraine có thể được mua như một phần hỗ trợ quân sự cho ukraine cho các nghị sĩ và quan chức chính phủ Đan Mạch. Quân đội Anh thử nghiệm vũ khí kẻ thay đổi cuộc chơi chống lại bay đàn máy bay không gửi lái có thể gửi tới chiến trường Ukraine. Kính thưa quý vị, Anh thông báo thử nghiệm lại vũ khí mới có thể vô hiệu các cuộc tấn công bằng bay đàn UAV với giá rất rẻ. Newsweek đưa tin của đội Anh cho hay họ đang thử nghiệm công nghệ vũ khí mới, được kỳ vọng có thể làm thay đổi cuộc chơi trong tác chiến tương lai khi UAV đang ngày càng chiếm ưu thế. Cụ thể, Anh đang tìm cách sử dụng sông vô tuyến vô hình để làm vô hiệu UAV đối thủ từ khoảng cách tối đa 1,6 km. Vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến có thể phát sóng vô tuyến vào một mục tiêu hoặc một nhóm mục tiêu để phá hủy các thiết bị điện tử được trang bị phía trên. Theo Bộ Quốc phòng Anh, vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến có thể được gắn ở phía sau xe tải hoặc phương tiện khác và được thiết kế để hoạt động trên đất liền, trên không và trên biển. Mỗi lần kích hoạt sóng vô tuyến, ước tính chỉ mất từ 10 đến 12 xu anh, tức là hơn 0,002 đô la Mỹ, khiến nó trở thành một giải pháp thay thế rất hiệu quả về mặt chi phí cho các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường. Công nghệ này rất quan trọng vì có khả năng phòng thủ chống lại bầy đàn máy bay không gây lái đang ngày càng trở thành thách thức lớn trên chiến trường. UAV giá rẻ mang theo thuốc nổ bay với số lượng lớn ồ ạt lao vào mục tiêu gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nên vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến có thể là câu trả lời cho cả bài toán về hiệu quả và chi phí. Bộ trưởng mua sắm quốc phòng Sam Khaled cho biết khi công bố các cuộc thử nghiệm đầu tiên gần đây của vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến. Cuộc chiến ở Ukraine đã cho chúng tôi thấy tầm quan trọng của việc triển khai các hệ thống không gửi lái, nhưng chúng tôi cũng phải có khả năng phòng thủ trước chúng. Khi chúng tôi tăng cường chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, chiến lược máy bay không gửi lái phòng thủ của chúng tôi sẽ bảo đảm anh luôn đi đầu trong quá trình này. Trước đó, cô đội Anh đã thử nghiệm thành công vũ khí định hướng laser Regenfire để tiêu diệt máy bay không gửi lái với chi phí cực rẻ và chính phủ nước này tuyên bố có kế hoạch gửi vũ khí này tới chiến trường Ukraine. Trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Portendale vào hôm 11 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant cho biết, các nguyên mẫu của vũ khí năng lượng định hướng laser Dragonfly mới nhất thử nghiệm lần đầu vào tháng 1 năm 2024 có thể được cung cấp cho Ukraine trong tương lai gần để ứng dụng và thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Grant Anh đã lên kế hoạch bổ sung Clarence vào cao vũ khí của nước này vào năm 2027 và đang xem xét có thể gửi nguyên mẫu đến Ukraine sớm hơn hay không. Nhiều người hy vọng rằng Ukraine sẽ nhận được hai loại vũ khí mới nhất chống máy bay không người lái mà quân đội Anh đã thử nghiệm thành công. Ukraine tập kích vào Novorossiysk của Nga cảng và kho dầu bị tấn công ồ ạt. À. Rạng sáng ngày 17 tháng 5, các vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Novorossiysk thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar, Nga. Cảng và kho dầu đã bị tấn công, phòng không khai hỏa dồn dập. Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Astra cho biết, vào rạng sáng ngày 17 tháng 5, các vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Novorossiysk thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar, Nga. Cảng và kho dầu đang bị tấn công. Người dân Novorossiysk cho rằng ít nhất 8 vụ nổ đã xảy ra trong thành phố. Trong video, có thể nghe thấy tiếng gầm trú của UAV và lực lượng phòng không cổ Nga cũng đang hoạt động. Người dân cho biết họ đã chứng kiến cảnh tên lửa đâm vào cảng và có đám cháy bùng phát ở đó. Người dân địa phương báo cáo về một cuộc tấn công vào nhà ga dầu nhiên liệu Novodosik và nhà ga Trenes. Ánh sáng trong thành phố biến mất. Đến 5 giờ, có tổng cộng 28 vụ nổ đã được nghe thấy ở Novodosik và tiếng còi báo động của xe cứu hỏa và xe cứu thương vẫn đang vang lên trong thành phố. Trước đó, Radio Liberty đưa tin hình ảnh vệ tinh từ Planet chụp sân bay Belbek ở Crimea vào hôm 16 tháng 5 cho thấy khu vực đổ của các máy bay Su-27, Su-30 và MiG-31. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của máy bay cũng như số lượng máy bay bị hư hỏng rất khó xác định chính xác vì chỉ có hình ảnh ngày 1 tháng 5 để so sánh. Các nguồn tin Ukraine không chính thức viết về việc Nga mất ba máy bay. Các bức ảnh cũng cho thấy kho nhiên liệu dầu nhất của sân bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.